Ok, anh trai. Ủa sao lớn biết trước vậy? Thôi làm gồng đi mít đi. Mất lười đánh son quá, bữa giờ chơi hơi nhiều cho nên hơi lười. Vui mà, con đó đánh vui mà. Con đó, à đây biết sao không? Mỗi lần mà đánh con son á, tôi rất chiêu cho nên thành ra tôi đánh kiểu cái mood của tôi đen hạt á thì tôi không đánh được con son. Tại vì khi tôi đánh con son á là cái cảm giác trong lòng của mình á, bao nhiêu hờn giỏi, bao nhiêu giận hờn vu vơ hay là cuộc đời nó có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa là mình giống như mình bị quên hết đó anh em à. Đánh con nó chiêu lắm, con nó đánh kiểu như là nó đâu có làm đâu, nó chỉ việc đi vòng để nó cố gắng nó farm rồi nó combat với team hết, chả có làm gì hết trơn á. Nó chả có cố gắng max play, con đó đâu có max play được. Con đó ví dụ giờ không lẽ giờ ông đúp vô giữa đội hình ta ông khạc đâu có được. Con đó là cái con kiểu chơi là chỉ có đợi đồng đội làm này làm kia xong rồi bắt đầu khạc 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 khạc. Game này chỉ có hai dạng người chơi, một là kỹ năng tay cao, hai là kỹ năng macro cao. Không nha, nếu như nói như bạn không là không đúng. Cái tay của bạn to thì cái macro của bạn ví dụ giờ thang trên thang điểm 10, tay bạn 9 điểm thì macro bạn phải 6. Macro là sao? Là mình sẽ kiểm soát. Nó sẽ có cái khái niệm gọi là kiểm soát. Thì kiểm soát tức là mình phải biết ý thức được là làm gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, làm cái nào đúng, làm cái nào sai, cover đồng đội như thế nào, đồng đội mình đang như thế nào thì nó sẽ có cái chuyện kiểm soát trong đó. Còn cái chuyện kỹ năng cá nhân thì mới không nói. Cái kỹ năng cá nhân là cái thứ mà ví dụ như giờ chơi game thì cái kỹ năng cá nhân của người ta thì kệ người ta. Phải cánh vương cao. Chào mừng bạn đã đến với bình nguyên vô tận. Đó là Florentino. Lẹ coi. Đâu có đủ tí coi. Cái gì vậy? Cho ăn mấy lính cái. What the fuck? Tao đang nghĩ tới cảnh tượng tao giết con gamma, tự nhiên tao thấy con nào nó mọc cánh ở dưới. Ấy điền đó chứ. Sao thấy con này quy nó nhổ ra đằng sau nữa mà anh mết không chơi không có. À cái đó là em đánh quái rừng á. Con Summoner em đánh quái rừng nó sẽ có tỷ lệ nó rớt ra cái đó em. Đó là kỹ năng vốn có còn một cấp á. Hôm bữa mất đọc sai chiêu, mất tưởng là cái E không có được stack. Thành ra là cái mindset của mình khi chơi á, xài chiêu nó hơi bị lủng tí. Xong rồi sau đó thấy thằng kia nó stack nhiều quá, mình mới đọc lại ra, mình mới coi trận đó coi tại sao nó nhiều stack. Thì đọc chiêu lại thì anh em mới kêu là E cũng có stack, R cũng có stack. Khi trước đó mình chỉ tưởng là chỉ có W chứ Q thôi. Đậu. Ờ mất chơi con này cũng không tới nổi anh em ha. Chung cũng được á chứ. Tại không tại. Quá bú. Nó mạnh ông nội ơi. Nó mạnh điên luôn á. 500 tổng là 1.300. Vậy về mua hai cái mặt nạ hả? Tụi bay nó bị vây khốn. Chết rồi. Không sao, có mẹ sau lưng. Tụi bay đã bị vây khốn. Mấy thằng khốn bị vây khốn. Cho hạt cái nữa coi. Mày đã bị vây khốn. Ê cho tao ra. Tao ra được rồi. Ê, rút. Về về đi, không thôi nó vây khốn mình đây. Fuck you. I'm very low.
Ghê à, đây ghê à, ở đây giết người luôn mà. Mình a à, nó chơi đồng đội của mất. Này, tao nói cái pha này nhá. Bú đẫm mình luôn ý. Bú mình luôn. Trừ đen, thử. Tao bú mình luôn cái chứ. Mình luôn cái chi. Thằng mô mạnh đó. Thằng mô mạnh ở. Đi ra đây. Em tao giết hết. End game luôn à. Rồi rồi rồi. Thế thì nó quá bú. Thế thì nó lại bú. Ây da, ây da, ây da. Đúng. Cắm. Ờ nó chết kìa. Cái đó. Đốt còn yếu ớt vậy. Ờ đi về đi mấy má. Đã là trời. Đi về. Đằng nào cũng 2-3 nghìn tiền không à. Treba kèo. Treba kèo. Fuck you, fuck you, fuck you. Treba kèo. Rồi luôn, có clip luôn, có clip rồng luôn. Có clip rồng luôn. Để kêu mấy editor làm clip gồng mai up luôn á chứ. Con này chỉ mạnh khi mà nó, nói chung là vô thế của nó thôi. Mà để vào thế của nó khó quá. Nói chung là nó quá bị động. Anh em ơi, chúng ta đã vui vẻ cùng nhau 5 tiếng tối nay rồi. Bây giờ thì mất xin phép nghỉ ngơi đây. Mấy ngày tháng này nó... hồi nãy quên giải thích cho anh em tại sao 2 ngày trước up. Anh em nhớ cái chuỗi ngày mà mất stream liên tục không? Cái kiểu ngày nào cũng 7-8 tiếng, 10 tiếng đồ á. Mất stream mấy hôm đó mất uống Monster nhiều quá kìa. Xong rồi nó bị giống như là thứ nhất là nó vừa người mà nó béo lên nè. Thứ hai là cái giấc ngủ nó bị loạn. Tại vì sức khỏe mà, cho nên là sức khỏe ảnh hưởng thì nó sẽ bị loạn mấy cái monster đó, nó hại nữa. Thế là tôi bị rối loạn giấc ngủ. Thôi, anh em tối mai gặp lại nhau nha, tối nay chứ. Tối mai, chưa qua ngày. Bye bye, chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Love you, fuck you.